Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Hoa Kỳ, đặc biệt là tin tức hết sức chấn động ở thành phố Westminster. Và trên màn hình quý vị, đây là trang nhà của một tờ báo rất nổi tiếng ở thành phố Westminster, đó là tờ Tiếng Nói của Orange County, tức là Tiếng Nói của Quận Cam, hay tiếng Anh còn gọi là Voice of Orange County. Thì qua bài báo của Brandon Pho cách đây 10 tiếng đồng hồ đã cho biết là cảnh sát của thành phố Westminster đã càn quét bố ráp ở một cái khu nhà cho thuê của một nghị viên thành phố vì cái lý do là đã nghi ngờ cờ bạc bất hợp pháp. Tức là cái cơ sở mà cho thuê hay là căn nhà cho thuê đó thì đã có những cái sự nghi ngờ về vấn đề mà tổ chức cờ bạc bất hợp pháp, cờ bạc trá hình. Thì đây là một cái tin tức hết sức chấn động vì liên quan tới một vị nghị viên đương nhiệm, xin thưa, đó là bà Kimberly Hạnh Hồ. Thì có thể nói rằng đây là một cái tin tức chấn động liên quan cho những người nghị viên của thành phố. Thì tin tức cho biết là cảnh sát đã tịch thu được tang vật, đã thu được tang chứng và bắt đi vài người ở ngay tại cái nhà cho thuê này. Thì báo chí cũng tìm hiểu và cũng đã gọi phone trực tiếp đến với bà Kimberly Hồ. Thì bà Kimberly Hồ xác nhận là cái khu mà bị bố ráp đó chính là cái căn nhà mà bà đã mua lại và cho thuê. Và theo báo chí tìm hiểu thì bà đã mua lại vào ngày 21 tháng 6, 2021 này. Thì bà cũng nói là những người cư dân ở trong cái căn hộ cho thuê đó thì thật ra không phải là khách của bà, mà những người đó đã ở từ trước với những người chủ cũ, thưa quý vị. Và khi bà mua lại cái căn hộ này thì bà đồng ý để cho những cái người thuê trước tiếp tục ở trong cái căn hộ của bà. Và theo như bà nói thì bà và quản lý của bà sẽ cẩn thận hơn trong cái việc mà kiểm tra sở hữu lý lịch. Và bà nói rằng là bà không biết những người đó là ai, vì bà chỉ là cái người mới mua và những người đó đã ở trong đó là cũng đã lâu, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng đây là một tin tức hết sức chấn động và báo chí cũng đã điều tra và đã gọi điện thoại trực tiếp đến với cảnh sát trưởng của thành phố Westminster là ông Scott Gunn. Thì ông cảnh sát trưởng cũng cho biết là đã có một vài vụ bắt giữ, tịch thu tang vật, tang chứng, nhưng mà ông không tiết lộ là địa điểm, địa chỉ của nơi mà đã bắt giữ hoặc là đã bắt giữ bao nhiêu người, thưa quý vị. Và sau đó thì ngày thứ sáu báo chí lại tiếp tục điều tra và đã không thu được kết quả mới, mà có lẽ là cảnh sát cũng không cung cấp thêm những chi tiết mới, thưa quý vị. Khi bà Hồ và đối tác của bà mua thì đã có một số cư dân ở trong đó trước đó, thưa quý vị, tức là có những giao kèo từ người chủ cũ. Thì hồ sơ ở thành phố Westminster cũng cho thấy là bà Hồ cũng đã mua vài căn cho thuê từ tháng 6 và cho đến tháng 10 năm nay, theo những hồ sơ ở thành phố Westminster mà báo chí đã sao kê và tìm được, thưa quý vị. Thì theo bài báo cho biết là thu nhập từ cái việc cho thuê nhà cửa của bà Kimberly Hồ là trên 100.000 đô la cho năm ngoái, thưa quý vị. Và trước đó năm 2019 thì bà dường như quên và không có khai báo. Thì bà Kimberly Hồ hiện nay bà cho biết rằng mọi việc mà liên quan tới vấn đề cho thuê mướn những cái căn hộ này thì là do quản lý của bà thu xếp và làm việc
và báo chí nên trực tiếp hỏi người quản lý thưa quý vị, vì bà cũng không biết nhiều theo như bà nói. Thì theo bà Kimberly Hồ, qua cái bài báo này thì cũng cho biết là bà sẽ cùng với quản lý của bà tìm cách sửa sai khai báo lại vào cái năm 2019 về vấn đề thu nhập, để cho hồ sơ của cái vấn đề thu nhập nó được liên tục. Thì báo chí tiếp theo cũng cho biết là ngoài cái việc mà bà Kimberly Hồ đã mua một số căn hộ cho thuê trong thời gian qua, và bà đã có một cái thu nhập khủng trên 100.000 đô la từ cái việc cho thuê những căn hộ đó, thì báo chí cũng cho biết rằng bà cũng là chủ một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm có tên là Apogee, là một cái cơ sở mà kinh doanh có thể nói là thành công trong cái việc mà bán những sản phẩm về dưỡng da. Xin thưa quý vị là như vậy. Thì được biết là bà Kimberly Hồ đã có bằng tiến sĩ về cái vấn đề dược phẩm và hóa học thưa quý vị, và bằng cấp của bà là tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Xin thưa quý vị là như vậy. Thì có thể nói rằng đây là một cái vụ việc hết sức chấn động. Có thể nói rằng chắc chắn là sẽ có những cái vụ tìm hiểu, điều tra trong thời gian tới về cái vấn đề mà chứa chấp cờ bạc bất hợp pháp và cái mức độ trầm trọng như thế nào đối với cái việc mà những cư dân ở cái căn hộ cho thuê của bà Kimberly Hồ như thế nào, chứa chấp và ăn tiền ở mức độ nào, ở mức độ nhỏ lẻ, ở mức độ thân hữu chơi ăn tiền, hay là ở mức độ là một ổ cờ bạc chuyên nghiệp lấy sâu, trốn sâu lậu thuế và đã kéo dài nhiều năm qua, tùy theo mức độ và tổng số tiền có thể lên tới vài trăm ngàn đô la hoặc vài triệu đô la cũng có thể xảy ra thưa quý vị. Thì có thể nói rằng với cái hồ sơ sao kê thì báo chí đã thấy rằng là bà có ít nhất là ba cái cơ sở căn nhà cho thuê thưa quý vị, và tất cả những cái căn nhà này nó đều ở loanh quanh ở cái vùng Little Sài Gòn, hay còn gọi là Sài Gòn nhỏ. Thì đó là cái tin tức ở Orange County. Và tiếp theo thì văn phòng đóng lý cơ quan công tố của Orange County cũng đã cho biết là đã chưa khởi tố thưa quý vị. Và trong quá khứ thì cũng đã có những cái vụ cáo buộc về cái vấn đề bầu cử, mà chúng ta cũng biết đó là cái cuộc kêu gọi trục phế bà Kimberly Hồ trong quá khứ thưa quý vị. Thì hiện nay tin tức cho biết là chỉ mới sơ khởi và báo chí đã lên tiếng ầm ĩ ở Orange County. Thì có nhiều tin tức đồn đoán đưa ra là người ta nghi ngờ bà Kimberly Hồ với cái thế lực là nghị viên cũng có thể là một chùm chứa bạc, chuyên chứa bạc đánh bài ăn tiền chẳng hạn như vậy, và trốn sâu lậu thuế, tiếng Anh gọi là illegal gambling. Đây có thể là một đường dây mà lên tới vài trăm ngàn đô hoặc vài triệu đô cũng không chừng, không biết thưa quý vị. Thì mọi sự đều đang bắt đầu điều tra. Vấn đề thứ hai là nhiều tin tức đồn đoán cho rằng là có thể đã có những đối thủ chính trị của bà đang rình rập chờ bà sơ hở để mà đưa tin tới sở cảnh sát, để mà sở cảnh sát có thể điều tra những cái hoạt động của bà, chẳng hạn như cái việc kinh doanh cho thuê nhà cửa, và cũng có thể là có những cái hành động mà diễn ra gọi là cờ bạc bất hợp pháp, illegal gambling. Và sự thật thì hiện nay đã có một vài người bị cảnh sát Westminster bắt giữ. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trưởng Thuyền đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.